bị loại cay đắng, cổ động viên Campuchia điên cuồng tấn công đội nhà, cả Đông Nam Á bật ngửa. Đánh dấu chiến thắng trước Myanmar buộc U23 Campuchia phải có ít nhất một chiến thắng trước U23 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng để mở ra cơ hội giành vé vào bán kết. Quyết tâm cao giúp U23 Campuchia tạo thế trận ngang hửa với đội chủ nhà trong hiệp 1, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, đang nói chuyện này, Thái Lan cũng đã có tới 8 sự thay đổi người so với khi thắng Brunei 3-0 hôm 19 tháng 8 vừa qua. Việc xe tua lực lượng rất cần đối với Thái Lan, vừa là để đảm bảo thể lực cho vòng bán kết, khi mà họ phải chơi với các đội bảng B và C một trận, vừa cho các cầu thủ cọ sát. Với lực lượng thay đổi nhiều, U23 Thái Lan lần này cũng đã chủ trương chơi kiểm soát và tấn công trước Brunei, Myanmar. Lý do là bởi chỉ cần hòa, Thái Lan cũng đã đủ sức để dẫn đầu bảng A và đi tiếp. Chính vì vậy, Campuchia mới có thể trôi không quá lép vế trước người Thái. Thế nhưng, qua giờ giải lao, đội chủ nhà của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đã chơi chủ động hơn và kiểm soát thế trận tốt hơn, khiến cho Campuchia phải cuốn theo lối chơi của mình. Sự bế tắc từ 45 phút đầu tiên kéo sang đầu hiệp 2, bàn phá vỡ thế trận cân bằng về tỷ số đá theo cách mà ít ai ngờ tới. Từ một tình huống đá phạt góc của U23 Thái Lan, một cầu thủ áo xanh đã đánh đầu không quá nguy hiểm, nhưng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ Lee Hong của U23 Campuchia đã tăng không cho chủ nhà một bàn thắng. Thể lực suy giảm trong trận thủy chiến khiến Campuchia không duy trì được khả năng đeo bám. Trong khi các cầu thủ Thái Lan dù không tấn công dồn dập nhưng vẫn có được bàn thắng nhờ đôi cách biệt phút 80. Và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu U23 Thái Lan dành cho Campuchia tỷ số 2-0. Trận đấu còn lại của bảng B, U23 Myanmar đã giành chiến thắng 4-1 trước Brunei. Như vậy, Campuchia cùng bằng 4 điểm với Myanmar nhưng vẫn đứng thứ nhì bảng A do có hiệu số tốt hơn. Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng có đội nhì xuất sắc, U23 Campuchia vẫn đứng sau Indo vì kết quả trận đấu ở đội cuối bảng A là Brunei không được tính. Chính vì vậy, Campuchia đã phải chính thức nói lời chia tay. Chứng kiến đội bóng nước nhà thi đấu lép vế, cổ động viên của khu vực Campuchia cũng đã phải tức giận và ngỡ ngàng. Ngay sau đó trên khán đài, các cổ động viên đã thẳng tay ném chai nước và đồ ăn thừa xuống các cầu thủ trẻ. Cơn thịnh nộ của Campuchia thậm chí còn kinh khủng hơn khi mà người hâm mộ nước này đã vào trang chủ của Liên đoàn bóng đá Campuchia và sỉ nhục. Trên mạng xã hội của thủ môn Lee Hong đã gây ra bàn thủng lưới ngớ ngẩn thì họ cũng đã gửi những lời sỉ nhục cho thủ môn này. Tên thủ môn cận bã, hắn là người Thái không phải Campuchia. Một thứ bóng đá sơ bẩn, Lee Hong đã bị mua chuộc. Một người hâm mộ khác thì cũng đã đe dọa bằng câu, Lee Hong mày không được phép về Campuchia. Trên đấy là một số bày tỏ và một số bình luận của người hâm mộ khi chứng kiến đội nhà đã bị loại. Hiện chưa rõ có hành vi bán đổ như người Campuchia đã tố tụng hay không. Thế nhưng thủ môn của Campuchia cùng với ban huấn luyện của đội bóng này thì vẫn chưa dám lên truyền thông để giải thích. Theo phần đông ý kiến thì khán giả Cam nên hiểu cho cầu thủ này vì trận đấu giữa Campuchia và Thái tối nay đã diễn ra trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trời mưa to khiến cho hai đội khó lòng triển khai tấn công, bóng sệt. Các thủ môn đã hạn chế những pha bắt bóng và hạn chế tầm nhìn của mình. Đây là một phần nguyên nhân. Thế nhưng người hâm mộ Campuchia hiện tại có lẽ thì vẫn không nghe bất kỳ lời giải thích nào hết. Và người hâm mộ thì vẫn đang tấn công trên mạng xã hội. Vụ việc được chúng tôi tiếp tục quan sát và gửi tới quý vị trong những thông tin mới nhất. Trong khi Campuchia đau đớn, bị loại, thì Indonesia cũng đã khiến người hâm mộ nước nhà cực kỳ thất vọng với bàn thắng chật vật trước Timor-Leste vừa qua. Trước kết quả này, ông Sitechang chỉ trích AFC và trọng tài, đồng thời phàn nàn về tình hình lực lượng. Nếu như AFF muốn phát triển bóng đá Đông Nam Á nói chung và các giải đấu nói riêng thì chúng ta cần thay đổi. Các cầu thủ U23 Indo cố gắng hết sức ở trên sân, nhưng trọng tài lại đưa ra những quyết định có thể làm thay đổi cục diện. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Ông cho biết, tình huống khiến ông Sin bức xúc đó chính là khi Jamahan đã sút tung lưới Timor-Leste phút 79, nhưng trọng tài đã căng cờ bảo vệ vị. Dẫu vậy, pha quay chậm cho thấy trọng tài mắc sai lầm khi mà cầu thủ này vẫn đứng ở trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng của đối phương. Chỉ thắng Timor-Leste 1-0 khiến Indo phải lo lắng trong cuộc cạnh tranh tiếp theo. Trước đó, ông Sin cũng đã gây thất vọng khi mà thua ngược Malaysia 1-2 trong ngày ra quân. Đáp trả lại về câu hỏi màn trình diễn kém thuyết phục ở hai lượt trận bảng B, ông Sin đã phàn nàn rằng mình không đủ lực lượng trong giải đấu lần này.
U23 Indo không đạt tới 70% sức mạnh vì giải vô địch quốc gia vẫn đang diễn ra và câu lạc bộ từ chối nhả quân. Đây là khó khăn với chúng tôi. Với việc để thua Malaysia 2-1 ở ngày giao quân và chỉ giành chiến thắng 1-0 trước một đội bị đánh giá yếu hơn là Timor-Leste, ở lượt trận cuối bảng B thì Indonesia chỉ giành được vị trí nhì với 3 điểm, hiệu số thắng bại là 0. Điều này khiến đội trẻ của Sự Sỡ và Đào phải chờ kết quả của hai bảng đấu còn lại để biết mình có giành vé đi tiếp hay không. Bởi theo quy định, ngoài 3 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp thì suất còn lại sẽ dành cho đội nhì có thành tích tốt nhất. Tuy gây thất vọng là vậy nhưng Indo vẫn có cơ hội lớn để giành tấm vé đi tiếp nếu cả Thái Lan và Việt Nam đều chiến thắng hoặc hòa trong trận đấu cuối. Bởi lẽ khi đó, đội nhì bảng A và C chỉ có tối đa là 2 điểm, vẫn ít hơn đội bóng trẻ xứ sở Vân Đảo. Tuy vậy, nếu như Việt Nam thua ở lượt trận cuối không quá 3 bàn trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn Philippines thì hiệu số thắng bại tốt. Hoặc nếu với số bàn thắng tốt hơn là 4 bàn của Việt Nam, nếu thua 3 bàn hơn Indonesia và sẽ giành vé vào bán kết. Chính vì vậy, Indo đang thấp thỏm. Trả lời cho câu hỏi của U23 Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, huấn luyện viên Shin Tae-jang phần nào hài lòng khi cho biết sẽ chiến thắng trong trận đấu Philippines. Đánh giá về đối thủ, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi đã có một số thông tin và ban huấn luyện cũng đã xem trận đấu giữa Philippines với Lào. Bóng đá Đông Nam Á có những đội được coi là nhất là Thái Lan, Việt Nam, Indo, Malaysia. Philippines có những tiến bộ trong thời gian gần đây, lực lượng của họ đa số đã trẻ, nên tôi nghĩ chất lượng của U23 Philippines không phải là tốt lắm. Trong khi đó, theo tiền vệ Nguyễn Việt Đức, toàn đội gặp khó khăn khi mà chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ cải thiện. Toàn đội chưa tập trung và chưa gắn kết với nhau, nhưng chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ban huấn luyện cũng đã động viên các cầu thủ cần phải nỗ lực tiến bộ hơn. Tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Slan nói thêm, toàn đội cũng đã tập cùng nhau một quãng thời gian rồi, việc hòa nhập cũng sẽ là một sớm một chiều và chúng tôi thì vẫn đang cải thiện qua từng trận đấu. Anh nói thêm, mỗi cầu thủ đều đã cố gắng hết mình, bản thân tôi cũng đã tập trung và cống hiến tốt nhất cho đội tuyển. Và tần suất thi đấu của giải thì cũng sẽ ảnh hưởng tới thể lực cũng rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần phải tổ chức sinh hoạt, trong ăn uống, nghỉ ngơi, hồi phục một cách tốt nhất. Toàn đội đã đặt mục tiêu trước giải là phải cố gắng vào đến trận cuối cùng. Anh chia sẻ, theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8.